Xin chào các bạn, mình tên là Thục Quân. Sau đây mình sẽ kể cho các câu chuyện Ba Chiếc La Rắn. Câu chuyện xin được phép bắt đầu nhé. Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được một đứa con trai duy nhất. Một hôm cậu nói, cha kính yêu, lúc nào cha cũng lo phiền. Giờ con đã khôn lớn, con đi đây đi đó để tìm kế sinh nhai, còn hơn là làm cái nặng cho cha ở nhà. Cha rất buồn khi tiễn con ra đi. Cha cầu chúc cho con lên đường may mắn. Vừa lúc đó thì anh thấy có bọn giặc, nên là anh xin vua tham gia. Anh tham gia anh, tổng quân. Tổng quân thắng trận. Vua biết là anh có công lớn, nên là phong lên anh làm tể tướng. Vua có một người công chúa hoa sắc tuyệt trần, nhưng phải tính tình công chúa kỳ quá. Anh nói, cô nói, khi mà tôi chết thì hỏi anh còn sống làm gì, ngược lại nếu mà chồng chết trước thì nàng phải chịu xuống mồ. Vua nó phán, ngươi phải biết điều, ngươi phải hứa chưa? Dạ thưa lệnh. Vua, nếu không may nàng chết trước thì tôi cũng sẽ xuống mồ với nàng. Sau đó thì tôi không có điều gì phải quản, nên là tổ chức được linh đình, họ sống với nhau đầm ấm hạnh phúc. Nhưng một ngày kia, công chúa bị vô một cái hòm gì á. Công chúa bị ốm. Công chúa bị giả xuống cùng. Và phò mã bị... Đúng rồi. Phò mã ở hơi khác. Nhưng mà nhìn bên kia thì thấy là chặt cái đuôi. Cái gì? Thì tử phò mã ở chung với công chúa. Rồi sau đó vua phát cho cái gì? Vua phát cho công chúa, quan tài công chúa là một cái bàn, rất có một cái khăn trải lên, ở quay với lại một chai rượu. Ủa, ly rượu hai chai? Một chai thì mới rót là nhiều ly được chứ. Nhưng mà con nói này nè, một chai làm sao đủ cho? Hồi nãy con nói bốn chai mà. Bốn chai rượu vang và bốn ổ bánh mì và một cái gì đó kêu ổ bánh mì á. Rồi sau đó một hôm khi nàng nằm xuống, phò mã mình nhớ được lời hứa khi xưa. Nàng phò mã giỡn cho ngươi. Giỡn là giật mình đó mẹ. Giỡn cả người. Rồi xong thấy buồn rầu thì thấy có một con đang bò gì nè từ phía công chúa. Rồi xong anh tưởng nó ra để hạ nó, nên là chiếc thành ba khúc. Khi đó anh nói với con rắn là sao? Chừng nào tao còn sống thì mày không được chạm tới nàng. Tiếp tục. Dạ. Rồi con rắn bị sao? Dạ. Nhưng mà con rắn nằm trước khúc đằng đó, nhưng mà còn thêm một con rắn nữa. Con rắn kia bò qua thì thấy con rắn đấy bị chắc thành khúc thì sao? Thì con rắn nào thì giống con rắn trước. Rồi xong rồi mới bò đi lấy cái gì? Dạ, bò đi lấy ba chiếc lá để xếp thành hình rắn. Gì nữa?
sao nữa con? Đó, xếp xong thì sao? Xếp xong thì bây giờ ba chiếc lá đó thì hoàng tử có lấy ba chiếc lá đó không? Và nhắm chứ. Nhắm nói con rắn kỳ sinh phù hộ gì ta? Cái gì? Con này nói sao vậy? Ba chiếc lá đã cứu được con rắn thì biết đâu? Đổi hẳn. Khi đó thì có ra khỏi bằng cách nào? Ra khỏi bằng cách cho phò mã đưa cho một cái bánh mì, một chai rượu vang để đỡ đói. Ai sao? Cho ai vậy? Dạ cho công chúa. Sau đó thì nàng ăn hết đã lại sức. Sau đó hai người đập rầm 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 cửa hầm mộ. Sau đó thì vua cha nghe thấy nên là mở cửa hầm mộ ra. Sau đó thì thấy phò mã với công chúa đều khỏe mạnh nên là hết sức vui mừng. Xong rồi hoàng tử phò mã với công chúa đi đâu? Dạ đi về thăm cha của phò mã. Đi bằng cách nào? Dạ đi bằng xuống một chiếc thuyền siêu bự. Sau đó khi phò mã ngủ, tính tình công chúa đã thay đổi hẳn. Một hôm công chúa như thế nào? Công chúa làm gì? Công chúa thấy phò mã đang ngủ nên là quăng phò mã xuống biển. Sau đó thì nói rằng người lấy thuyền nói với người lấy thuyền như thế nào? Nói câu đó thì chắc còn không biết, không quên rồi. Rồi xong lén xuống chiếc thuyền con. Ai? Con phải kể đầu đuôi chứ. Khi đó thì nô tỳ của phò mã thấy có thấy không? Có thấy chuyện đó không? Nô tỳ của phò mã. À quên, còn khúc này nữa. Khúc khi mà đi ra đưa cho một tên lính hầu nói mày này. À cái lúc mà ở hầm mộ đúng không? Dạ đưa ba chiếc lá rắc để giữ giùm thôi. Để họ rớt xuống biển. Đưa chiếc lá xong rồi đi ra thuyền để thăm cha mình. Khi mà bị rơi xuống biển, công chúa nói với tên lấy thuyền nói là hãy nói với vua cha ta là chàng là chết dọc đường và là ngươi sẽ là chồng của ta. Con này làm sao? Rồi cái lúc mà phò mã rơi xuống biển thì ai thấy và ai cứu? Dạ, là một tên lính chăm sóc cho phò mã. Rồi sau đó lấy đặt tên kính hồi nãy đưa cho ba chiếc lá đó. Rồi xong nhảy xuống cứu chàng. Rồi xong đắp ba chiếc lá, hai chiếc mắt, một chiếc miệng. May quá phò mã đã tỉnh dậy. Hai người lao vút về cung chúa và cung chúa vua hỏi tại sao về cứ một mình vậy. Nói là kể ra tất cả mọi chuyện này đó là ta không
thông tin là con gái ta đã đều làm xấu xa ấy, nhưng mà mọi chuyện lúc đó vua cha thì sao? Vua cha làm gì? Vua cha cho hai người tạm kín được một cái phòng để cho hai người nằm nghỉ. Sau đó thì một hồi công chúa cũng trở về nhà.